Đấy, đại loại thế, tức là nó đang vẽ một cặp đôi bác sĩ nam bác sĩ nữ ở trong cái phòng bệnh và có các cái thiết bị xung quanh. Đấy thì mình yêu cầu nó như nào nó sẽ vẽ ra như vậy. Thế thì cái POI này nhá, tôi khuyên các bạn như này này. Mình cái chính ấy, khi mà các bạn muốn sử dụng ấy thì cái mà ChatGPT 3.5 ấy nó chính là cái con nó có tên là Assistant. Thế còn ngoài ra thì nó có rất là nhiều các công cụ khác thì các bạn có thể sử dụng thêm nhé, ví dụ như là về vẽ hình các thứ này, về viết lách này, đấy, rất là nhiều các thứ này. Đấy, giả sử như là cái chôn này, thử xem cái chôn này là cái gì nhé. Không hiểu lắm. Đại loại thế. Mình nhiều khi mình không biết các bạn sẽ phải mò đấy đúng không? Dịch ra tiếng Việt này. Ôi một người dại dột đang tìm kiếm cách giải thích nó còn chế nhạo mình nữa chứ. Rất là tốt, tôi sẽ thỏa mãn sự ngu ngốc của bạn. Người hãy biết rằng việc trêu chọc là một nghệ thuật. À, cái chôn này chính là cái việc mà mình trêu chọc người khác đấy, đúng không? Đó là việc kích động và thao túng người khác để giải thích cho bản thân. Và tôi một tay trêu chọc tài ba thành thạo trong việc khai thác những nỗi sợ và điểm yếu sâu thẳm trong con mồi khi tôi tham gia một cuộc chiến trí tuệ. À, đại loại là cái này nó là một cái để chôn người khác đúng không? Đấy, hãy giúp tôi chôn các bạn đang học lớp miễn phí này. Để tôi chôn các ông nha, xem có biết chôn không. À. À, như kiểu là nó đưa ra các cái câu lệnh. Thế sau đó thì mình dùng các cái câu lệnh này mình vẽ hình ra để chôn các bạn hay sao? Đấy. Thử dịch ra tiếng Việt xem nó là cái gì nhé. Vậy là ngươi muốn được giúp đỡ trong việc trêu chọc các bạn cùng lớp à? Rất tốt, tôi sẽ hỗ trợ ngươi trong nhiệm vụ tinh nghịch của ngươi. Hãy nhớ trêu chọc nên được thực hiện vui vẻ, không mang ý đồ gây hại. Đây là vài ý tưởng để ngươi bắt đầu. Bút vô hình. À, bút vô hình trong lớp học trực tuyến, giả vờ viết ghi chú nhanh chóng bằng một cây bút vô hình. À. Ok, đấy là một số cái cách để mà tôi có thể trêu đùa các bạn ở trong cái lớp này. Ok. Đấy, thì giả sử như là tôi không biết về cái công cụ này đúng không? Thì tôi muốn biết nó thì tôi cứ vào tôi nghịch thôi. Và tôi hỏi nó sau đó thì tôi giải thích. Đấy, sau đó nó nói bằng tiếng Anh thì mình bảo nó dịch ra tiếng Việt. Thế nó dịch ra tiếng Việt cho mình thì mình hiểu nó. Đấy, ngoài ra đây có thể vẽ hình này, đúng không? Vẽ hình này, đúng không? Đấy, vẽ hình nhá. Thì mình thử hỏi nó xem nó có biết vẽ hình không nhá. Để vẽ cho tôi hình của một cặp đôi bác sĩ, đúng không? Đang ở trong phòng khám bệnh hiện đại, đúng không? Có các với các máy móc xung quanh chẳng hạn, đúng không? Đấy, đại loại thế, tức là nó đang vẽ một cặp đôi bác sĩ nam bác sĩ nữ ở trong cái phòng bệnh và có các cái thiết bị xung quanh. Đấy thì mình yêu cầu nó như nào nó sẽ vẽ ra như vậy. Ok anh em ơi, anh em thấy hay không? Đấy, hay đánh chữ hay cái. Học được điều gì mới?